Gói phần mềm FPPC được cung cấp miễn phí, hỗ trợ trong việc hiệu chỉnh và lập báo cáo để lưu trữ điện tử, gửi qua Internet cho đồng nghiệp hoặc in ra từ máy tính. Mặc dù không cần thiết phải kết nối qua ngọn lửa BWXP với máy tính, việc kết nối đó vẫn đem lại nhiều lợi thế có giá trị cho người sử dụng. Kết nối cáp USB hoặc RS-232 cho máy BWXP với máy tính của bạn. Bây giờ hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để chọn vị trí cài đặt. Mở ứng dụng để xuất hiện màn hình chào hỏi. Nhập thông tin về đơn vị và người vận hành máy. Thiết lập cổng COM để BWXP có thể liên lạc với máy tính của bạn. Gói phần mềm FPPC bao gồm phần mềm miễn phí và cập nhật firmware. Chỉ cần kết nối máy tính của bạn với Internet và nhấn Web Update.